Rồi. Dạ thì lau cái bẩn xong rồi cái thì lau quá rồi. Rồi như vậy là quay về làm cái bên này. Quay về làm bên này. Được chưa? Rồi. Y bằng h lần sin của x rồi cos phân cos 3x như nãy phân tích thì nó bằng là 1 phần h. 1 phần h sin cộng sin sin tổng trước sin hiệu sau, tổng cái này cạn lệ thành là 4x cộng cho sin của hiệu sau. Hiệu sau là x trừ 3x là trừ h x. À, cái dấu trừ này ta đẩy ra ngoài nha, bằng 1 phần h, chỉ có thành cos nó mới mắc cái dấu trừ thôi. À, sin 4x trừ sin của h x. Rồi, muốn tìm chu kỳ của hàm số này ta đi xác định chu kỳ của hàm thứ nhất, chu kỳ của hàm thứ hai. Sin của 4x có chu kỳ, có chu kỳ t1 là bằng h pi chia cho hệ số a đây nè, đó là 4, tức là nó bằng pi trên h. Rồi còn sin của h x thì có chu kỳ t h là bằng h pi chia cho hệ số a này là h là bằng pi. Như vậy thì chu kỳ của cái hàm số đó T0, chu kỳ hàm này nó sẽ bằng là bội chung nhỏ nhất của T1 và T2. Bội chung nhỏ nhất này, chung nhỏ nhất này chính là của, ở đây là pi h với pi thì để chứ 1 phần h với lại là 1 thôi pi. Bội chung nhỏ nhất thế này là bao nhiêu? Bội chung nhỏ nhất là bao nhiêu? Thì cách tính bội chung nhỏ nhất thì 1 phần 2 với 1 thì bội chung nhỏ nhất nó là 1. Còn nếu như chưa biết thì em sẽ làm như sau. Bàn em quy đồng lên, mẫu chung nó là h, thì trên đây nó còn là 1 với h, em tìm bội chung của 1 h chính là h. H chia h là bằng 1. Tìm bội chung của một số lẻ. Máy tính nó không tính được bội chung số lẻ nha. Nếu anh tính bội chung bằng máy tính thì em bấm này. Muốn tính bội chung của máy tính thì bấm là shift chia. Shift alpha chia đó là cm đó, là bội chung nhất của 1 rồi chấm phải trên này nha, chấm phải chỗ đây nè, h bằng là bội chung nhất nó là bằng h, thấy chưa? Nếu như mà quên cách tính bội chung nhỏ nhất thì, nhưng mà cái điều là số lẻ mà không có tính được. Giả sử dưới đây mình tính chỗ đây là 1 phần h đi, 1 phần h với lại bên đây nó là 1, bên đây nó là 1. À, tức là nếu em để y nguyên là 1 phần h với 1 anh tính bội chung thì má này nó tính không được, má tính không được. Bấm bàn thì nó báo lỗi nè, bấm bàn rồi nó báo lỗi, thấy chưa? Rồi còn nếu như mà trường hợp ta cần phải tính bội chung nhỏ nhất của một số lẻ, ví dụ như h phần 3 với lại là 5, đúng không, thì em quy đồng lên, mẫu chung nó là 3 thì chỗ đây nó là h với lại là 15, em tìm bội chung của h 15 ha. Tìm bội chung của h 15 là bấm alpha chia đó, h dấu phải trên này nha, shift dấu ngoặc cái này chứ phải 15 bằng 30, thấy chưa? Đó, ta tính như vậy nha. Như vậy T0 này mình tính được là pi, đây là chu kỳ của cái hàm đó, nhớ chưa? Rồi tiếp tục. Rồi tiếp tục ta đi làm câu B. Đúng ra là các bạn là bữa trước là làm câu A này rồi. Giờ câu B này, câu H chứ. Câu H. Tìm chu kỳ của cái hàm số y bằng cos bình phương của 4x. Công thức tính chu kỳ chỉ áp dụng đối với hàm tổng, không có tích, không có bình phương. Nên ta phải hạ bậc công thức này xuống, dùng tất cả bậc là sin trừ cos cộng, tức là cos bình là bằng 1 cộng cos của, ở đây là 4x thì nó thành là 8x. Yeah, đây là công thức nhân đôi. Nhân đôi là 4, nên nhân đôi thành là 8. Rồi, vậy là chu kỳ của hàm số đó chính là chu kỳ của hàm cos này. Chu kỳ hàm cos này. Vậy chu kỳ của nó sẽ bằng là h pi theo công thức nó chia cho hệ số a này. Hệ số a là 8. Như vậy nó bằng là pi trên 4. Được chưa? À. Câu y. Đó hàm y bằng tan của trừ 3x cộng 1, chu kỳ của nó sẽ bằng
chu kỳ của tan là bi, chu kỳ của tan của tan là bi, sin cos là hai bi, chu kỳ của tan là bi mà chỗ này nó có hệ số a là bằng ba này, không quan tâm dấu trừ thì chia hệ số a, như vậy chu kỳ nó là bằng bi chia a nhớ nha. Công thức là tan của a x cộng b thì chu kỳ của nó sẽ bằng chu kỳ của hàm tan là bi chia cho hệ số a trị tuyệt đối của a, nhớ chưa, chia cho trị tuyệt đối của a nhớ nha. Rồi như vậy là phần bài tập về hàm số ở phần này là xong. Hôm nay chúng ta đi qua phương trình lượng giác và phương trình lượng giác. Một phương trình sin tức là đối với hàm sin, tức là xét đối với cái sin đó, thì một số một là phương trình lượng giác cơ bản, phương trình lượng giác cơ bản liên quan tới hàm sin. Nè, cho nó là một 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 đi và liên quan thành sin thì đường sin đây này, sin trục sin thẳng đứng nó dưới đây nó là trừ một, chỗ này nó là không, chỗ này nó là một. Muốn tìm sin thì từ trên vòng tròn giác chiếu vô, vòng tròn giác chiếu vô. Như vậy đầu tiên nó khảo sát được bề thứ nhất đó là sin bằng 1 thì tương đương x bằng cái gì? Nè, sin x bằng 1 nó nằm chỗ đây thôi, chỉ có một điểm này thôi. Thì một giáp đây là không này. Chỗ đây nó là bi trên ha, được chưa? Vậy là x sẽ bằng là bi trên ha. Bi ha và chỉ có một điểm duy nhất là chạy đúng một vòng tròn, nó chạy một vòng tròn là quay về vị trí cũ, chạy một vòng tròn quay về cũ mà một vòng tròn đó là hơi bi nên nó cộng cho cả bi. Được chưa? Rồi. Tương tự như vậy, sin của x bằng trừ một thì tương đương x bằng trừ một thì chấm một điểm dưới này thôi. Điểm dưới này nó là trừ bi tinh ha, trừ bi ha. Có một điểm thôi thì nó chạy đúng một vòng tròn về vị trí cũ. Chạy đúng một vòng tròn về vị trí cũ thì nó chạy một vòng tròn là hai bi, một bi hai bi, một hai bi, hai bi ba. Hai bi bốn hai bi nó k hai bi nên nó nghiệm là trừ bi trên ha cộng cho k hai bi, nhớ chưa. Đối với sin một là nằm trên, em nhắm mắt là phải nhớ được là phía trên này, một phía trên là bi ha, còn trừ một phía dưới nó là trừ bi ha, thấy chưa. Rồi trường hợp thứ ba đó là sin của x nó bằng không thì có bao nhiêu giá trị làm cho bằng không. Chỗ này chiếu vô nó bằng không, chỗ này chiếu vô nó cũng bằng không, chỗ đây bắt đầu là không này, em cộng một bi nó về vị trí bên này, cộng thêm một bi vị trí này, cộng thêm một bi vị trí này, như vậy có hơ vị trí thì chỉ cần cộng cho một bi thôi. Lấy số đầu tiên là không, x sẽ bằng không không ghi, cộng cho hơ vị trí là k bi. Em rút kinh nghiệm này, nếu như có một điểm một vị trí thôi thì cộng k bi, còn có hơ vị trí thì cộng k hai bi, cần phải nhớ đi. Chứ lát nữa là bắt đầu sin cos tan của tan nó lò ra đủ thứ hết, rất là nhiều. Cho nên là đối với trường hợp mà sin x mà bằng không nó có hơ vị trí, hơ vị trí ta lấy vị trí nhỏ cộng cho k bi, được chưa. Nếu có hơ vị trí lấy vị trí nhỏ cộng cho k bi, còn có một vị trí thôi thì lấy vị trí đó cộng cho k hơ bi. Đó là phương trình lượng giác, một nhớ vô nha. Phương trình lượng giác tiếp theo đó là phương trình sin của x mà bằng sin của a, sin x bằng sin a. Sin x bằng sin a thì tương đương phương trình lượng giác này có hơi nghiệm là gọi là cos đấu sin bù, nhất là x bằng a và x bằng bi trừ a vì sin nó bù. Nên là phương trình lượng giác sin x bằng sin a nó luôn luôn có hơi họ nghiệm, một nghiệm là x bằng a, một nghiệm là x bằng bi trừ a, còn k cộng hơi bi thì chỗ nào cũng có cộng cho k hơ bi, cộng k hơ bi, ok chưa. Đấy,
nhớ nha. Rồi phương trình lượng giác cơ bản sin x bằng sin a để x bằng a và x bằng b trừ a, nhớ nha, phương trình lượng giác của sin nó là b trừ a. Tại sao b trừ a? Vì cốt đối sin bù, b trừ a là góc bù. Ha. Trường hợp tiếp theo, nếu như mà sin x nó bằng a, bằng a, a là một số nào đó, nhưng mà với điều kiện nó phải a phải chạy được từ 1 tới 1 mới có nghiệm được nha. À, từ 1 tới 1 có nghiệm. Chứ còn nếu như a mà nằm ngoài hơi độ này thì phương trình được vô nghiệm đó nha. Bằng a, a này chỉ chạy được từ 1 tới 1 thôi. Chứ nếu như không là nó nằm ngoài, a mà nằm ngoài, ngoài đây, ở đây thì phương trình sẽ vô nghiệm. Khi đó a này không phải là số đặc biệt. Nếu a nó nằm bằng là gì? Bằng 0, bằng cộng trừ 1, bằng căn hơi chia hơi, rồi bạn cầm cộng trừ căn hơi chia hơi, bằng cộng trừ 1 phần hơi, rồi cộng trừ căn 3 chia hơi. Đó thì đây là những cái giá trị đặc biệt của hàm sin. Những giá trị đặc biệt của hàm sin thì ta đưa nó về, ví dụ như sin 0 thì đưa về sin 0 này, cộng trừ 1 thì mình tính lên kia rồi, còn cộng trừ căn hơi chia hơi này tức là cộng trừ b trên 4. Sin nó là cộng trừ b trên 4. Còn 1 phần 2 tức là cộng trừ sin của pi trên 6. Còn cái này là căn bao nhiêu là cộng trừ sin của pi 3. Pi 3, được chưa? Còn chỗ này là cộng trừ sin của pi 4. Nè, cộng trừ sin của pi 4. Còn cộng trừ 1 với 0 là trên kia mình có rồi ha. Nếu như a không nằm trong những giá trị này nhưng mà nó chạy trong trừ 1 tới 1 thì trường hợp này là gọi là gấp không chẵn, thì tính sin x sẽ bằng arc sin, gọi là arc sin a. Và một nghiệm nữa, một nghiệm nữa là x sẽ bằng pi trừ gấp trên này, tức là trừ arc sin của a, nó gọi là arc sin a, này là pi trừ arc sin a. Dĩ nhiên là ta cảm cho k pi, cảm cho k pi, và muốn đầy đủ hơn xíu nữa thì k này nó phải thuộc dây, nhớ chưa? Rồi đó là phương trình lượng giác của sin. Ok, ví dụ tôi làm ví dụ cho nha. Ví dụ h sin x trừ 1 bằng 0, dở phương trình này thì như một phương trình mặt nhắc bình thường thôi. Vậy là tương đương sin x sẽ bằng trừ 1 chuyển qua chia hơi xuống là bằng là 1 phần hơi. 1 phần hơi này nhớ thử thử là nó sin của bao nhiêu. Là mình còn biết nhưng mà không nhớ nổi thì dùng là shift sin của 1 phần ha. Shift sin 1 phần hơi bằng là 30 độ, tức là pi trên 6. À, tức là chỗ này nó sẽ ra được là sin của pi trên 6. Như vậy là phương trình này có hơi họ nghiệm nha. Chú ý là trường hợp không cảm từ 1 thì lúc đó tôi xét trường hợp đặc biệt. Còn ngoài ra đều có cho hơi họ nghiệm hết. Sin cos đều có hơi họ nghiệm hết. Nghiệm thứ nhất là x bằng pi trên 6. Nghiệm thứ hai là x bằng pi trừ pi trên 6. 1 trừ 1 phần 6 là 5 pi trên 6. Dĩ nhiên phải cảm k hơi pi. Cảm cho k hơi pi và k thuộc dây. Ok chưa? Đấy. Rồi ghi sai sẽ đi, ta sẽ đi qua 1.2, đó là hầm. Đó là hầm cốt 1.2 là gì ta? Một là liên quan tới sin, hai là cốt. À, tức phương trình lượng giác của cốt. Tức là a cốt x thật cốt x. Rồi. À, liên quan tới cốt x thì nó cũng giống như sin thôi. Nó cũng xảy ra tình trạng là bằng 1, bằng trừ 1, rồi bằng 0 ha? Vòng tròn lượng giác ở đây. Đây là trục sin, đây là trục cos, chạy từ trừ 1, 0 tới 1. Chỗ đây nó là 0, chỗ đây nó là pi, trên đây là pi trên 2. Muốn tìm cos chiếu xuống trục cos ha. Đây này chiếu xuống trục cos bằng 0 này. Chỗ đây là cos bằng trừ 1 này, chỗ đây cos nó bằng 1 này ha. Như vậy ta sẽ đi theo thứ nhất là cos của x bằng 1 thì tương đương, xem thử là mấy điểm nó cho bằng 1. Có mấy điểm bằng 1? Chỉ có 1 điểm chỗ này thôi. Ha, 1 điểm chỗ này, 1 điểm thì cộng k hơi pi, còn hơi điểm thì cộng cho k pi.
À, chỉ có một điểm chỗ này là không cộng bằng là chỗ này lại bằng một này thì nó là không và cộng cho k thơ bị không ghi số không, đúng không? Trường hợp thứ hai là cos x bằng trừ một thì sao? Cos x bằng trừ một, trừ một chỉ có một điểm chỗ này thôi, điểm này là bi nên là x sẽ bằng bi cộng cho k hơ bi, có một điểm là cộng k hơ bi, hơ điểm là cộng cho k bi, nhớ điều đó vô đi. Trường hợp thứ ba là cos x bằng không, cos bằng không là không chỗ đây nè, không chỗ đây là do cái đầu trên này nó chiếu xuống, được chưa? Đầu dưới này chiếu chiếu lên, đầu trên này là bi trên ha, đầu dưới này chiếu lên dưới này trừ bi ha, ta lấy một điểm thôi, ta lấy một điểm là bi trên ha và cộng thêm cho hơ điểm thì cộng cho thêm cho k bi ha. Hơ điểm thì lấy một điểm nhỏ cộng k bi, đúng không? Thì x sẽ bằng là bi trên ha cộng cho k bi. Hơ điểm thì cộng cho k bi, còn một điểm thì cộng cho k bi, nhớ vô nha. Trường hợp tiếp theo đó là cos x bằng cos a. Thì tương đương cos đối còn sin bù, cos đối nên là nó cũng có hơ họ nghiệm nha. Trừ khi nó bằng một nè, bằng trừ một, bằng không là nó có một họ nghiệm là do ta thu gọn, được chưa? Còn nếu như không phải là một cạm trừ một và không thì ta sẽ luôn luôn có hơ họ nghiệm là x bằng cạn trừ a và cộng cho k b, được chưa? Cạm trừ cos đấu mà, cos đấu là cạm trừ, hồi nãy sin là bù là a và b trừ a, còn cos thì cạm trừ a đấy nha. Rồi trường hợp tiếp theo là cos x bằng a, dĩ nhiên a này phải nằm trong khoảng từ trừ một tới một mới có nghiệm, còn nếu a nằm ngoài là vô nghiệm, nhớ dùm cái này chưa, a mà nó không nằm trong đoạn này thì phương trình vô nghiệm, kết luận liền phương trình vô nghiệm, dùm cái được chưa. Rồi như vậy thì cos x bằng a, nếu a nằm này thì nó cũng có hơ họ nghiệm, do a là số không đặc biệt nên x sẽ dùng công thức là ARC, ARC cos của a, và nó có hơi họ nghiệm nên là cạn trừ. Hồi nãy bi là sin thì nó là sin và bi trừ nên viết ngược, viết lẻ ra, còn đây cạn trừ nó viết viết chung được, dĩ nhiên là cạn thêm k hơ bi, được chưa? Thì khi nào mà thuận tiện thì ghi cái cạn trừ, còn nếu như không thuận tiện thì ta nên tách nó ra. Ví dụ như thế nào là tách? Giả sử như là ta có phương trình là cos của x cộng cho bi trên ha bằng 1/5. 1/5 rõ ràng là không nằm trong gấp đặc biệt rồi. Nên ta dùng dùng ọt ha, dùng ọt. Thì lúc này ta có điều gì? X cộng cho bi trên ha sẽ bằng là cộng trừ ARC cos của 1/5, và dĩ nhiên em phải cộng cho k bi, rồi sau em chuyển cái trừ bi hai này qua thì x sẽ bằng trừ bi tinh ha cộng cho cos của 1/5 và dĩ nhiên là cộng k bi. Đây là nghiệm của phương trình. Hay nhá. Rồi. Như vậy là ta đã đi qua phương trình lượng giác cơ bản của sin rồi, của cos rồi. Lưu ý sin cos đều có hơ họ nghiệm trừ ba cái gấp đặc biệt là cộng trừ một và không, còn toàn bộ đều có gấp đặc biệt hết, nên đều có hơ họ nghiệm hết. Ví dụ giữa phương trình cos bình phương x trừ ba lần cos x cộng hơ bằng không, thì đây là rõ ràng đây là phương trình bậc hơ. Đối với cos em bấm máy tính phương trình bậc hơ bình thường thôi là 1 trừ 3 ha, còn nếu như a nhanh hơn là 1 a cộng b cộng c bằng 0, nên có nghiệm thứ nhất là cos x bằng 1, nghiệm thứ hai là cos x sẽ bằng là sin a là ha. Như vậy ở cái này cos x bằng 1 chỉ có một, đây là gấp đặc biệt, bằng 1 là cái vòng tròn nè, trục cos nằm ngang mà 1 ngay chỗ đây này, chỗ đây nó là không ha, bằng không nên x sẽ bằng là không, không có ghi, cộng cho có một điểm thì cộng cho k hơ bi. Còn chỗ này tương đương x sẽ bằng không có gấp đặc biệt, cái này không đặc biệt thì phải dùng gì,
ARC cộng trừ ARC cốt của H cộng cả H bình. Rồi. Ok chưa? Có ý kiến gì không? Ai có ý kiến không nè? Được chưa? Kịp không? Rồi. Được thầy. Rồi được. Thảo Tuyết có ý kiến gì không con? Hello. À Tuyết nó không được. Tuyết là micro nó không được. À sao mà ở giấy nó ra cái giá trị code bằng mẫu như code bằng hơi thầy? Có một mẫu có bằng hơi, em dễ phương trình bằng hơi này nè. Em dễ phương trình bằng hơi này ra. Thấy chưa? Mình bấm như là phương trình bằng hơi này nè. X lớn bình phương nè trừ 3x cộng hơi bằng 0 á. Nên nó cùng một phương trình bằng hơi này. Thì giải nhanh bằng cách là A cộng B cộng C bằng 0 nó nghiệm bằng 1, nghiệm sin A là hơi đó. Đúng không? Và bấm phương trình lên được. Dạ. Ok chưa? Được không? Rồi. Dạ được thôi. Rồi nhưng mà có à, tự nhiên hỏi thấy một mừng mà cuối cùng không được thế đây. Sao không ơi phát hiện giùm thầy he. Kết số H này là số lớn hơn 1 làm gì có nghiệm. Thấy chưa? Đây là thì làm ngon lành rồi cuối cùng cũng ghi ngon lành không ơi ý kiến gì hay. Đúng không? Chú ý là cái số này nó phải nằm trong khoảng từ trừ 1 cho tới 1 mà thôi. Thấy chưa? Nên cái phương trình không có đâu. Ôi trời ơi, thấy chưa? Tôi mới bãi còn chiếu mình dính bãi liền đó. Nên tôi hỏi ý kiến gì không? Không ơi, ý kiến gì hay? Nhớ nha, quan sát giùm đi. Còn nếu như mà bấm máy tính, em bấm ship code của hơi nó báo lỗi liền mẹ. Bấm máy tính nó thông minh hơn nữa. Ship code của hơi nó báo lỗi, báo lỗi liền. Thấy chưa? Nên là nhớ một điều là khi vẽ ra phương trình lượng giác cơ bản rồi để ý thử con số này nè nó có thỏa mãn là chạy trừ một tới một không, nếu mà nó không nằm trong khoảng đó thì vô nghiệm không được, nhớ chưa? Ồ, nhớ dùm cái đi. Ok nha. Rồi bảy, tìm cho nó cái bảy nữa đi. Em mà bình cộng một thì em mà bình cộng một ta có vẽ phương trình tiếp theo. Ví dụ thứ hai, sin bình phương x trừ cho m bình phương sin x cộng cho m bình cộng 1 bằng 0. Chỗ này trừ sin luôn em. Trừ sin bình phương trừ m bình là bằng 0. Vẽ phương trình này. Để vẽ phương trình này sin x bằng thì em phải tính delta lên đúng không, em phải tính delta lên rồi em mới làm cái phương trình này. Em tính delta lên nè, delta bằng b bình phương trừ 4ac, dỡ phương trình này ra hoặc là có ở đó nhanh hơn một chút thì em thấy a nó bằng là trừ 1, b là bằng trừ m, c là m bình nhé, c là bằng m bình cạnh 1, a cạnh b cộng c bằng 0 nè, này bằng không nè, bằng không nè. Như vậy là phương trình nó có nghiệm bằng 1 và một nghiệm bằng c tiếng a. C tiếng a tức là trừ m bình cạnh 1. Hiểu chưa? Còn nếu như mà nó phức tạp quá thì chỉ cho một cái thủ thuật giữa phương trình bậc hơi này mà có chứa tham số. À, chứa tham số. Này, nhìn thủ thuật này. Ở đây thì mình bấm phương trình bậc hơi bình thường mod 5 mo nam ba thủ thuật giữa phương trình bậc hơi có chứa tham số m này, em nhập cái hệ số chỗ này, đây hệ số đây là trừ 1 này, chỗ đây nó là trừ m bình. Bây giờ cái m bình này em thay bằng một ngàn, tức là một ngàn bạn m bình đó ha. Như vậy em nhập nó số vô là ra được là nhập này trừ 1, đây là thủ thuật giữa máy tính bằng giữa phương trình bậc hơi máy tính này trừ 1, còn chỗ này em thay bằng là trừ một ngàn, trừ một ngàn là thay bằng m bình đó, rồi bằng còn c thì m bình này em thay bằng một ngàn cạn một, một ngàn chú ý kỹ nha, cạn một bằng bằng có nghiệm bằng một. Ok, nghiệm thứ hai là trừ một ngàn mốt trừ một ngàn lẻ một tức là bằng trừ một ngàn cuối trừ một nữa
mà cái 1.000 này hồi nãy em thay nó là em mà bình, cho nên trừ em mà bình trừ một này, thấy chưa? Đó là thủ thuật giữa phương trình bằng hơ mà cái hệ số nó dính m thì ta dễ bằng cách này. Nhưng không phải là bất kỳ phương trình nào cũng làm được, đôi lúc phương trình nghiệm không chẵn cũng bó tay, nhớ nha. Rồi nó chỉ giúp mình làm nhanh hơn thôi, và tư duy phản xạ về máy tính em phải có. Rồi giải phương trình sin x bằng 1 tương đương x bằng, nhớ không? Sin nè, 1 nằm trên nè, trên này là gì đây? Bi trên, bi trên hơ có 1 điểm thôi. Nhớ nghe, tập làm quen đi, thuộc luôn đi. Bi trên hơ có 1 điểm thì cảm cho cả hơ bi. Còn phương trình này điểm là bao nhiêu? Dùng gì? Nó không đặc biệt, tôi dùng arc sin được không? Ai đó cho ý kiến đi, dùng arc sin được không? Tú đi, Tú nãy giờ im ra vậy? Dạ. Dùng arc sin được không em? Không thôi. Không, rồi, một người không. Rồi. Ông đâu rồi? À, được thầy. Được, dùng arc sin được. Tiếc, rất tiếc là bây giờ không nói được. Cái micro nó bị hư sau bữa trước sửa rồi mà không được. Rồi, chú ý nè. Cái em mà bình phương đây là cái bãi mà hồi nãy thầy nói là thêm một cái bãi nữa mà em chỉ để ý. Em mà bình phương là nó lớn hơn 1. Thấy chưa? Đằng trước này nó có dấu trừ thì là trừ em mà bình phương cộng 1 nó nhỏ hơn là trừ 1. Đúng không? Nhỏ trừ 1 không được, nó chỉ trả từ trừ 1 tới 1 thôi, trong đoạn này mới có nghiệm. Còn nhỏ hơn trừ 1 hoặc lớn 1 không có nghiệm. Nhớ vô đi, bãi lần thứ hai luôn rồi, vô nghiệm nha. Không được, vì cái điều kiện cái này nó luôn là nhỏ hơn trừ 1 rồi. Nhớ dùm cái coi, nhớ nha. Vừa nói xong rồi giờ cho thêm cái bãi nữa mà không để ý. Làm học toán tỉnh táo vô ha? Tỉnh táo vô. Rồi ghi bề không kịp thì nói thầy trâu xuống nha. Rồi ta đi qua cái phương trình thứ ba, đó là 1.3. Đó là liên quan tới tan của x. Tan thì dễ ạc, tan thì dễ. Tan em chỉ cần dùng một công thức thôi. Có bạn nào hỏi vô đây? Quang Tiến chưa xong phải không? Rồi, câu này xuống cho Quang Tiến ghi bài xíu nha. Rồi, các bạn khác nghỉ với lâu chút đi. Mạnh Tiến Tuyết thằng Khoa nó xin hạt sau mới hạt sau với ơi không biết nữa, nó muốn hạt sau, nhưng hạt sau thì nó có mặt lập thêm nhóm với trong đó hạt yếu không chịu vô. Hồi lúc hạt thì kêu sâu thèm dạ online, dạ online rồi thì em xin hạt offline, không biết sống sôi cho vừa nữa. Nó đi lò mà thầy. Ê? Nó đi trong mà. Đi lò mấy hả? Ủa làm gì? Làm nó ra phụ mẹ hả? Đi lò cái cạo nó. Đi cạo, đi lò xác kìa. Gớm như nè. Dạ. Dạ gớm hả? Lò để thay cái điện thoại mới. Ồ. Để nó. Gớm hả? Có ý chí lắm nè, ý chí ra ruộng luôn đó. À, nên... Rồi, ta sẽ dùng cái hàm tan. Tan thì tan của cô tan nó cái mẫu khảo nghiệm thôi, nếu mình cần phải quan tâm. Tức là nếu là tan của x bằng tan của a này, thì tương đương x sẽ bằng a và cộng cho. Đối với hàm tan của cô tan nó chỉ có kb thôi. Tan của tan chỉ có kb nha. Sin cos là k hay bi, trừ cái góc đặc biệt là cạnh trừ 1 với 1 đó, có lúc nó có lúc nó không, còn ngoài ra nó đều có là hơ họ nghiệm và k hay bi. Còn tan thì chỉ có một họ nghiệm thôi và k bi à. Cho nên thầy cũng không phân ra là đặc biệt luôn, không phân ra là bằng không bằng 1 luôn. Tan không bằng không, tan 1 là bi trên 4. Ở đây em dùng máy tính để em tìm ra, đúng không? Cho nên là những cái góc trừ 1 cũng vậy, là trừ bi trên 4, cho nên ta không cần phân ra luôn.
Dạ. Chỉ có trường hợp tan của x mà bằng a. À, a này nó là r nha. A này là thuộc r luôn. Đó. Không phải như single code là a phải trả trừ 1 1 như là nãy dính hơi bãi cùng lúc á nha. Thì trường hợp này nó luôn luôn có nghiệm. X sẽ bằng là tan a r c tan của a, và dĩ nhiên là cộng cho kb, một khẩu nghiệm duy nhất nha. Phương trình này thì dễ nhớ, dễ thuộc. Được chưa? Tương tự như vậy, 1.4 cotan x. Và quay một điều là đối với phương trình lượng giác mà có tan và cotan thì phải có điều kiện, điều kiện x phải khác tan là nó khác bi trên bi hai cái đầu tranh đó, hàm tan nó khác cái đầu tranh như này, nó khác cái đầu tranh này, đầu tranh đó là bi trên hai khác nha, cảm ca bi. Còn cô tan thì nó khác cái đầu này này, cô tan khác đầu này là không. Cô tan thì điều kiện của nó là x phải khác không cảm cho ca bi nha. Tan nó sang sang, nó khác cái đầu tranh. Cô tan sang sang ở đây, nó khác cái đầu đồng đồng ngoài, nhớ chưa? Em nhớ hơi cái đầu này, đầu đây là của tan, đầu này là dứt của cô tan. Tên này dĩ nhiên nó là bi trên hai, chỗ này là không. Nha. Nhớ điều đó thì em sẽ giúp nhớ lâu hơn nha. Rồi như vậy thì nó cũng giống như cô tan, nó có hai phương trình cô tan của x bằng cô tan của a, thì tương đương ta chỉ có một khẩu nghiệm duy nhất là x bằng a cộng cho kb. Trường hợp thứ hai, nếu mà cô tan nó ra một cái giá trị không biết nhưng mà lẽ a này là bất kỳ luôn thuộc r đó, thì lúc đó nó cũng chỉ có một khẩu nghiệm mà thôi, đó là x bằng a r c cotan a và cộng cho k b, nhớ nha. Có đã phương trình lượng giác các bạn, em sau này em học nhiều cái loại phương trình lắm, rất nhiều dạng phương trình, nhưng mà mọi cái phương trình đó đều giảng hết về đây. Nên là em làm gì mà nếu như mà phương trình cơ bản mà không nắm thì không thể nào làm được. Nên mọi phương trình dù khó hay dễ thì cái điểm cuối cùng nó dẫn về mấy thằng này, dẫn về mấy thằng này nha. Ví dụ, giữa phương trình tan x cộng 30 độ bằng căn 3, căn 3. Như vậy thì tương đương, giờ mình mới coi thứ là căn 3 là tan của a. Nếu mà thuộc thì tốt, còn không thuộc được thì em dùng gì? Shift K, shift mod 1, shift tan chứ không phải shift căn, shift tan của căn 3 bằng 60 độ. 60 độ tức là bi trên 60 độ là bi trên, bi trên 3. Nhưng mà không dùng bi trên 3, bởi vì sao? Bên đây người ta cho độ thì bên đây phải dùng độ, không để em làm một bên dùng độ một bên dùng radian được. Ok chưa? Cho nên là không dùng bi trên 3 mà dùng là 60 độ, nhớ chưa? Rồi, và tan này chỉ có một khẩu nghiệm thôi, đó là x cộng 30 độ này nó sẽ bằng 60 độ cộng cho k bi. K bi, bi là 180, không được dùng chữ bi. 180. Rồi, chuyển 30 độ qua đây thành trừ 30, 60 trừ 30 thì còn 30, với x sẽ bằng là 30 độ cộng cho k 180 độ, nhớ nha. Nếu người ta dùng radian thì dùng radian, còn nếu người ta dùng độ thì mình dùng độ. Ok.
Thầy thầy tắt tiếng là gì thầy? Sau đây thì nhà dịch nó lại này, tức là đúc kết lại là đúc kết là phương trình lượng giác cơ bản thì nó có hai dạng. Thứ nhất là sinh đấu sinh thì với cốt sinh cốt luôn luôn có hơi hậu nghiệm, sinh là a và bi trừ a, cốt thì cạm trừ a vì cốt đối và tất cả đều phải cạm cả hai bi. Còn tan thì chỉ có một hậu nghiệm duy nhất thôi là x bằng a và cạm cho k bi, cô tan cũng vậy, được chưa? Mọi phương trình lượng giác cơ bản sau này đều dẫn nhau về đó hết ha. Rồi ta sẽ đi vào bài tập đầu tiên. Bài tập này ở trong cái tài liệu mà thầy gửi dưới video đó, không biết là đã trở về chưa. Nếu mà trở về thì em phải có hai cái má, chứ còn một cái má thì rất là khó nhìn thấy ha. Khó nhìn thấy. Rồi đây thầy vẽ các phương trình lượng giác sau đây. Bài số 1, câu số 1. Rồi thầy vẽ mẫu một vài bài nào đó, còn là mấy em tự làm nha. Tự làm đi. Đó, lên này to chưa? Rồi. Cốt bằng 0. Cốt bằng 0. Nhớ thử cốt bằng 0 nó mấy điểm. Trục cốt nằm ngon này, trục cốt nằm ngon. Trừ 1, 0, 1 nó không vô đây, là đầu trên chiếu xuống đầu dưới chiếu xuống. Vậy nó có hơi điểm đặn. Điểm này tức là bi trên. Bi trên 2. Như vậy là nó có là hơi x cạn bi trên 6 sẽ bằng là bi trên 2. Hơi điểm thì cạm cho k bi. Được chưa? Rồi chuyển 6 qua tương đương hơi x sẽ bằng bi trên hơi trừ bi 6, 1 phần hơi trừ 1 phần 6, hình như 1 phần 3 thì phải. Bi trên 6. Rồi 1 phần hơi trừ 1 phần 6, 1 phần hơi trừ 1 phần 6 bằng 1 phần 3. Như vậy nó bên đây nó bằng là bi trên 3 cộng cho k bi, và em chia số 2 xuống tương đương x sẽ bằng bi trên 6 cộng trừ k bi. Chia số 2 xuống chỗ này rút gọn số 2 luôn đi, còn k bi và k thuộc dây, không có gì dễ hơn ha, không có gì dễ hơn. Rồi tiếp tục các em cố gắng tự làm dùm thầy thử câu hai với câu ba trên sau nha. Tự làm cho nó nhớ công thức chứ không có gì cả ha, không khó khăn gì hết. Rồi tự làm nha, tự làm đi. Thầy tắt mic. Rồi câu ha, câu hai này thì bằng một là cốt, mà bằng một thì nó chỉ có một cái điểm ở phía này thôi, tức là không, một điểm thì cộng cho k hai bi. Như vậy chỗ này tương đương với 4x trừ bi trên 3 sẽ bằng là không cộng cho k hai bi. Tôi không, tôi không ghi, đúng chưa? Rồi em chuyển cái này qua được 4x sẽ bằng là bi trên 3 cộng cho k hai bi, chia 4 xuống x sẽ bằng là bi trên 12 cộng cho k hai bi chia 4, thì rút gọn nhanh luôn cho hai luôn đi, còn k bi trên 2 k thuộc dây. Đấy, tương tự như vậy, trừ 1 tức là bằng trừ bi, trừ 1 là bi chứ, trừ 1 chỗ này nè, trừ 1 chỗ này là bi, một điểm, một điểm thừa cộng cho k hai bi ha. Vậy chỗ này là tương đương với bi trên 5 trừ x sẽ bằng là bi, chỗ đây trừ 1 này thì nó là bi này, bi cộng cho k hai bi, có một điểm thôi là cộng k hai bi. Rồi em muốn tìm x thì em phải chuyển x này qua, chuyển x này qua và tất cả chuyển ngược trở lại. Như vậy là x sẽ bằng, tất cả chuyển ngược lại đây là bi trên 5, bi trên 5 trừ cho bi, x chuyển qua thì chuyển ngược lại, trừ cho k bi. Như vậy tương đương chỗ này x sẽ bằng, em quy đồng lên là 1 trừ cho 5 là trừ 4 phần 5 bi và trừ k bi.
để cho đẹp người ta có thể bỏ cái dấu trừ thành dấu cạn không được nha, vì ca này số nguyên nó thích cạn thích trừ, cho nên cái dấu chỗ này cạn trừ không quan trọng nha. Đôi lúc người ta ghi trong đáp án là dấu cạn mà mình tính là dấu trừ thì không có xe đâu nha. Rồi vậy là điều kiện nguyện của chương trình ở đây, được chưa? Rồi dễ chưa? Rồi tìm bài nào khó khó mấy bài dưới dưới ta. Rồi 4, 5, 6 này là bài tập về nhà nha. 4, 5, 6 là bài tập về nhà. Không biết là đã trở về chưa. 4, 5, 6 là để về nhà làm. Chụp màn hình lại đi, đó. À, mấy em chụp màn hình lại đi. Rồi ta đi qua bài số 7, 8, 9. 7, 8, 9. Rồi mấy em chụp màn hình cái bài tập về nhà 4, 5, 6 lại nha. Ta giải quyết bài 7, 8, 9 để tiết kiệm thời gian. Cái này lúc lâu được, lúc lâu không được. Rồi bài số 7, bài cầm một phần ha, bài cầm một phần ha, thì sin sin của bao nhiêu một phần ha, bằng cách em bấm shift sin của một phần ha nó ra được là 30 độ, 30 độ tức là pi trên 6, nhớ nha, mình 6 là bấm thì bấm kiểm tra lại nha, đây là shift sin của một phần ha bằng 30 độ, còn muốn radian thì bấm shift mode đẩy một tay xuống, shift mode là 4, bấm cho bạn nó bị là bi 6 ha, bi 6. Như vậy thì lúc này nó nhớ là nó có hơi hộ nghiệm nha, mở ngoặc vuông ra 3x cạn 1 bằng 3x cạn 1 bằng một nghiệm nó là bi trên 6, một nghiệm nữa như nãy nói là bi trừ bi 6, 1 trừ 6 là 5 bi trên 6, 5 bi 6. Sau đó dĩ nhiên là phải cạm cho KHB, cạm cho KHB để dễ tìm x, em chuyển một qua, chuyển một qua và chia ba xuống, chuyển một qua và chia ba xuống, có thể làm tác làm nhanh, còn không thì làm từ từ. 3x sẽ bằng, 3x sẽ bằng, chuyển một qua là bi trên 6 trừ 1 cạm cho KHB, một cái là 5 bi trên 6 trừ 1 cạm cho KHB. Rồi anh chia 3 xuống nữa là sum, dứt điểm phương trình tương đương x bằng pi trên 18 trừ 1/3 cạm KHB trên 3. Một nghiệm nữa là x sẽ bằng 5 pi trên 18, chia 3 xuống đó, chia 3 xuống luôn nè, trừ 1/3 cạm KHB trên 3. Ok chưa? Rồi ở đây thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cái câu số 8 luôn. Câu số 8 cốt của x trừ 15 độ bằng căn hơ chia hơ. Cốt tính độ thì căn hơ này không phải độ luôn. Căn hơ chia hơ là giáp đặc biệt nhất vòng tròn lượng giáp, đó là giáp 45 độ. Sin bằng cốt bằng căn hơ chia hơ, tan bằng cô tan bằng 1, cho nên chính là cốt của 45 độ. Cốt 45 độ. Và cái này nó cũng có hơi trường hợp xảy ra. X trừ 15 độ hồi nãy mình ghi cộng trừ nhưng bây giờ không ghi cộng trừ được, do phải chuyển nó qua nữa cho nên không ghi cộng trừ được, tách nó ra. Một cái là bằng 45 độ, một cái là bằng trừ 45 độ, cộng trừ đó. Dĩ nhiên là cộng cho K HB, không được dùng HB mà là 360 độ. Đây là cộng cho K nhân 360 độ nha. Tiếp theo là em chuyển nó qua, em chuyển trừ 15 qua thành cạm 15 và tính nó ra nha. X bằng trừ 15 với cạm 45 là 60, cạm cho K nhân cho 360 độ. X bằng
trừ 15 chuyển qua là cộng 15, trừ 45 cộng 15 còn trừ 30 cộng cho K nhân 360. Dĩ nhiên là K thuộc dây. Đấy, ra. Rồi. Qua bờ số 9. Bờ số 9. Sin của x trên 2 trừ bi trên 3 bằng trừ căn 3 chia 2. Trừ căn 3 chia 2 là bằng sin của trừ căn 3 chia 2. Máy tính nó rất là thông minh, nhưng mà ta nhớ được công thức thì ta còn thông minh hơn nó một xíu nữa nha. Rồi. Ở đây nó là trừ căn 3 chia 2 trừ phân số căn 3 chia 2 bằng trừ bi trên 3. Nó là trừ bi trên 3. Rồi. Cái này mấy em nhớ được nó gần tốt nha. Trừ bi trên 3. Và hàm sin nó rồi luôn luôn có hệ hậu nghiệm x trên 2 trừ bi trên 3 bằng à, thầy ghi vậy đó, x trên 2 trừ bi trên 3 bằng cho nó chắc ăn. Nghiệm thứ nhất là trừ bi trên 3. Một nghiệm là lấy bi trừ bi trên 3, tức là lấy 1 trừ cho trừ 1 phần 3. Trừ trừ 1 phần 3 là thành 4 phần 3. Em cứ kiểm tra bằng máy tính nha. À, lấy bi trừ cho cái này. À, và dĩ nhiên ta phải cộng thêm K hơ bi, cộng thêm K hơ bi. Rồi, nhiệm vụ còn lại là em chuyển từ biên ba qua, tính nó đi rồi lắp mình nhân 2 lên. Được chưa? Rồi, vậy là tương đương với x trên 2 bằng từ biên 3 với từ biên 3 hết luôn này, chuyển gì đâu, không? Rồi, còn lại là K hơ bi. Cái này chuyển qua là 1 biên 3 với 4 biên 3 là 5 biên 3. X trên 2 bằng 5 biên 3. Và cộng cho K bi. Rồi, tương đương tiếp theo em nhân số 2 này lên. Nhân số 2 này lên. Ra được là X sẽ bằng K 4 biên. K 4 biên. Và X sẽ bằng nhân 2 lên là thành là 10 biên 3 cộng cho K 4 bốn bị ta bốn bị và dĩ nhiên là K thuộc dây. À, được chưa? Dễ mà game kịp tính tính nha. Rồi như vậy còn là các cái câu 10, 13 cũng tự làm luôn đi. À, dễ mỏ quá. À, để cái dọn này mày nên nên tập ở nhà làm cho nó quen. Nhớ là bài tập thì nhà nhớ phải làm nha. Rồi chụp tiếp màn hình nữa nè. Bài tập về nhà tiếp theo chụp màn hình lại. Đó, rõ ràng đó. Rồi em chụp màn hình lại nha. Để tôi đi qua cái bài dọn thứ hai. Bài thứ hai. Phương trình lượng giá giữa các phương trình sau. À, tôi đi qua dạng này. Dạng tay nó thì để về nhà các em làm. Em giải phương trình thứ nhất đi. Phương trình áp dụng công thức là sin x bằng sin a thôi. Sin x bằng sin a để có hơi 3 x cạn 1 bằng. Nó thì lưu ghi được đó. Rồi ok. Rồi bằng sin của x trừ 2.
Và ta cũng có hai trường hợp nha, hai trường hợp 3x cạnh 1 bằng và 3x cạnh 1 bằng, cứ làm sin này bằng sin này bằng sin kia thì hơi gắt bằng nhau thôi, x trừ ha. Còn một nghiệm nữa là pi trừ cho nó, trừ ra đổi dấu đi, trừ x cạnh ha. Và chỗ này là cạnh thêm coi hơi bi, buộc phải có cạnh coi hơi bi, cái này là luôn luôn có, không cần phải nhớ. Rồi nhiệm vụ còn lại là chuyển x qua như giữa phương trình bậc nhất bình thường, x bên này chuyển qua thành trừ thì còn lại là x, còn một chuyển qua là trừ một với trừ hai là trừ ba cộng cho ca ha bi. Rồi trừ x thì chuyển qua thành cạn x, thành là 4x luôn, 4x bằng một chuyển qua là trừ một. À, như vậy chỗ đây nó có bi này, đây là một chuyển qua là trừ một ha, mà trừ một thì còn là cạn một, cạn cho ca ha bi. Rồi nhiệm vụ em chia ha với chia bốn xuống thôi nữa là xong, tương đương, tương đương, tương đương. À, tương đương đây là x sẽ bằng chia hai xuống là trừ 3 phần ha, cộng cho k b trú gọn xưa này, chia cho 4 xuống là x sẽ bằng b trên 4 cộng 1 phần 4 cộng k hai b chia 4 thì rút gọn mất chia hai đi, còn k b trên ha k thuộc z đó, dễ mà. Tương tự cốt cũng vậy em, nhưng mà cốt sẽ bằng cộng trừ, cốt cũng giống vậy nhưng mà nó bằng cộng trừ. Rồi, như vậy xong chưa? Lâu nó không trả. Rồi, không trả thôi. B số ha. Đây là cốt. Cốt của x trừ bi trên 3 bằng cốt của ha x cộng bi trên 6. Cộng bi trên 6. Mẵn ơi, alo Mẵn. Dạ. Vậy anh Tấu đang nghe rõ không? Cũng nghe rõ. Còn giật giật không? Dạ. Còn giật giật hết, nghe âm thanh còn giật giật hết. À, có chạm nó mới giật thầy. Là chạm giật hả? Dạ. Do bữa nay sợ bao giờ. Ồ, rồi. Vậy cốt nó cũng có hơi hậu nghiệm. Sin một nghiệm và bi trừ, cos thì là cộng trừ thì cứ ghi ra. Bên này là x trừ bi trên 3 bằng, đây là x trừ bi trên 3 bằng, cos là cứ ghi cái nghiệm của nó đã, x cộng cho bi 6. Một nghiệm nữa là trừ, trừ là đổi dấu toàn bộ này, trừ x trừ bi 6 đổi dấu ha. Và dĩ nhiên phải cộng k hai bi cho họ, k hai bi cho họ, cộng cho k bi. Ok chưa? Rồi. Đó, giờ anh dỡ thêm x. Thì cách dỡ là muốn tìm x thì em chuyển qua thôi. Chuyển cái này qua. Chuyển cái này là ha. Chuyển qua là đổi dấu. À, hơi x bên này mình chuyển nó qua thành trừ ha. Trừ ha cạnh 1 là trừ x bằng trừ bi 3 chuyển qua thành cạnh bi 3. Bi 6 cạnh bi 3 là ra được là bao nhiêu ta? Bi ha. Bi 6 cộng bi 3. Bi 6 cộng bi trên 3 tức là 2 bi 3, 3 bi 6 bi ha. Bi thì ha. Không tin thì em tính bấm 1/6 cộng 1/3 vô cho anh, cho thầy nha. Cộng cho cả bi. Rồi cái này chỉ là trừ hết chỉ qua thành x nó thành là 3x bằng. Cái này chỉ qua. Chuyển qua trừ bi 3 chuyển thành cộng bi 3 trừ bi 6 1/3 trừ 1/6 từ cho nó chắc đi, 1/3 1/3 trừ 1/6 bằng 1/6 ha, bằng là 1/6 tức là bi 6 đó, bi 6 dĩ nhiên là cộng k ha bi. Cái này là còn của lớp nhỏ thôi, cái này không còn là lượng giác nữa,
chia trừ 1 xuống đấu dấu hết luôn. X sẽ bằng trừ bi trên trừ cho k bi. Còn chỗ này chia xuống, x sẽ bằng là bi trên 18 cộng k bi trên 3. Được chưa nha? Rồi. Như vậy là giải quyết xong cái bờ số là câu 1, câu 2 của bờ số 2. Câu 1, câu 2 bờ số 2. Và tất cả những câu sau nó cũng giống vậy các em. Cũng giống vậy. Thì cố gắng các em tập làm thử đi ha. Thầy giải quyết thấy ở đây nhìn vô thấy nó có mấy cái bài nào mà nó khó chịu một xíu, ví dụ như là thằng này đi. Đó. Thằng này đi. Còn tất cả bài bên này em chụp màn hình lại để em làm từ nhà nha. Ở trong cái file có gửi vô trong 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 dưới clip đó em trở về xong rồi trở về nếu như tạm thời không in được thì em có thể chụp màn hình. Chụp màn hình rồi dễ từng câu một cũng được. Chụp màn hình dễ từng câu một cũng được. Xong bây giờ re cái này nó không trả cái nữa. Ok nhá. Rồi. Đối với bên này câu 9. Câu 9. Được chưa? Viết nhiều quá nó nặng nó chạm nữa. Rồi câu số 9 là tan của h x cạn 1 cộng cô tan của x bằng 0 khi giữa phương trình nó phải là cùng hàm lượng giác chứ một bên tan một bên cô tan không được ha. Thì chuyển cái cô tan này qua bên kia sẽ được là tan của h x cạn 1 sẽ bằng trừ cô tan x. Trừ cô tan x phải chuyển cái này về tan luôn chứ còn một bên tan bên cô tan không được, nên là cốt đối sinh bù phụ chéo. Phụ chéo là bi hơi trừ đó, tức bằng là tan của bi trên hơi trừ x. Phụ chéo này bi hơi trừ x tức là tan bi hơi trừ x là cô tan này. Còn cái dấu trừ này đưa vô trang thì để gì làm không được luôn nha, phải làm mắc dấu trừ đi. Dấu trừ đưa vô trang ha, dấu trừ đưa trang đổi giáo toàn bộ bên trang. Còn đối với cốt dấu trừ đưa vô không được nha, riêng cốt đó là dấu trừ đổi đưa vô không được. Ví dụ như trừ cốt của x em muốn mắc dấu trừ này thì sẽ bằng là cốt của bi trừ x. Em lấy bi trừ x mới mắc cái dấu trừ này. Được chưa? Còn tất cả những cái hàm khác thì dấu trừ này đưa vô bên trong. Như vậy chỗ này nó sẽ bằng là tan của đưa vô dấu trừ vô trang là trừ bi ha cộng x thì viết ngược là x trừ bi trên. Ok chưa? Rồi. Như vậy là nó có một hàm nghiệm thôi. Hàm tan có một hàm nghiệm thôi. Như vậy là tương đương với được là h x cạn 1 bằng x trừ bi trên ha, và lượng giác hàm tan của tan chỉ cộng cho k bi. Có hơi đói bụng thì ráng chịu xíu nữa nha, nói xíu nữa đi. Rồi x chuyển qua là h bi h x trừ x là x bằng trừ 1 nghiệm chuyển lệ, bên này nó có trừ bi trên ha trừ 1 và cộng cho k bi. Rồi k thuộc giác là đích cuối cùng của mình. Ok chưa? Rồi tiếp tục câu số 10. Câu số 10 cốt x bình phương cạn x bằng 0. Bằng 0. Cốt bằng 0.
cốt x cốt bằng không thì nó có hơn mút trên mút dưới này, mút trên mút dưới thì lấy cái trên cộng cho cả bi, như vậy là tương đương với x bình phương cạnh x bằng là gì ta, bi trên ha cốt bằng không bằng phải không, à cộng cho cả bi. Ồ được chưa, lấy số không phía đây này, lấy số không phía đây này. Là, tức là lấy cái bi liên hệ với đây này, có đi bằng không chiếu xuống này, à, rồi như vậy thì đến đây ta phải tính delta lên đó, nghĩa là x bình phương cạn x chuyển qua trừ bi trên ha cả trừ cho k bi bằng không, và đến đây dỡ tiếp một phương trình bậc ha, tính delta lên, delta bằng b bình phương là b này là 1 trừ cho 4 lần a là 1, c là nguyên cục này, là trừ bi trên ha cộng cho k bi, và chỗ này em phân tích ra ta được là một cộng cho 4 bi trên ha, tức là ha bi á, ha bi và trừ cho 4 k bi, trừ 4 k bi. Điều kiện để bài toán này có nghiệm, điều kiện có nghiệm là này phải lớn hơn hoặc bằng không, lớn bằng không, như vậy là ta được là à, chuyển cái cục này qua đây thì ta được là 4 k bi sẽ nhỏ hơn 1 cạm ha bi, như vậy thì k nó sẽ nhỏ hơn hoặc bằng là 1 cạm ha bi chia cho 4 bi, chia 4 bi thì xuống ha, em lấy 1 cạm ha bi chia 4 bi thì nó gần bằng bao nhiêu, chú ý k mình là z là thuộc z nha, tức là cạm trừ 1 cạm trừ 2 cạm trừ 3 này, phân số này 1 cạm ha bi chia cho 4 ship bi bằng 0.75, tức là cái này nó gần bằng là 0.57, à, nhưng mà k nó thuộc z nên k sẽ nhỏ hơn bằng số nguyên, nhỏ hơn chỗ này chỉ có là số không, k nhỏ hơn bằng không, được chưa, và khi k nhỏ bằng không thì lúc đó phương trình sẽ có nghiệm như sau, à, k nhỏ bằng không thì suy ra được là căn của delta sẽ bằng là căn của 1 cạn hơ bi trừ 4 k bi, 4 k bi, được chưa, và để mà mình viết đi viết lại căn delta này thôi, để căn delta cũng được, như vậy khi đó phương trình sẽ có nghiệm như sau, x bằng trừ b, b này b là trừ 1 này nha, b là trừ 1, x bằng trừ 1 cộng trừ căn delta chia cho hơ a là 1 luôn, căn delta là cái đây này, không? Tức là bằng là trừ 1 cộng trừ căn của 1 cộng hơ bi trừ cho 4 k bi và chia cho hơ, trong đó k là thuộc z và k phải nhỏ hơn bằng 0, đó nên là cuối cùng một bờ lần giác nó dẫn về phương bậc ha, dẫn về phương ha, việc này phải tự tính thôi ha, ha, nhiều lúc làm ra tới đây xong là không biết làm sao nữa, không biết làm sao nữa, nhớ nên bằng hai bình thường thôi, nhớ bằng trình bằng hai bình thường ha, ok chưa, à, khi không kịp thì nói thì trao lại nha. Ok, rồi. Còn lại cái bài 11 nó giống giống bài 10. 12 thì nó giống cái bài 9. Bài 9 là mà tăng A bằng tăng B, mấy em tự làm nhưng mà nhớ phải dỡ phương trình bậc ha nha. Sau khi làm xong phải dỡ phương trình bậc ha. À, bài tập về nhà các em làm hết mấy cái bài lúc nãy và chú ý những bài này. Mấy bài nào dễ quá thì thôi có thể bỏ qua. Chọn lựa mấy bài nào khó khó xíu làm cho nó ấn tượng ha. À. Rồi làm tập trung làm mấy cái bài như cái phần này, bài này để thì chụp qua đây rồi mấy em chụp màn hình lại rồi về nhà làm thử nha, rồi mấy em chụp lại rồi về nhà làm, mấy bữa học đến đây là kết thúc, nó còn một số bài nữa thì hôm sau ta sẽ dễ, ngồi lâu thì ngồi má lâu mấy em cũng mệt.